Hôm nay mình làm cái lẩu ăn mừng các bạn. Ăn mừng là mình đã hoàn thành xong, không phải. Hôm nay là anh xã mình chúc mừng, làm cái lẩu chúc mừng vợ là đã nhận được cái này nè các bạn. Đây các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Hôm nay là mình đã nhận được cái mã pin rồi. Thì mình rất là vui, tại vì thật ra mình làm YouTube mình không có nghĩ kiếm được tiền đâu các bạn, mình làm vui thôi là chính đó. Rồi người ta nói vui là chính rồi, lụm tiền là 10. Thì hôm nay là mình được nhận được cái này là mình cũng vui. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn chút xíu là từ cái ngày mà mình được bật kiếm tiền cho tới cái ngày mà mình nhận được cái mã pin này á, là đúng 3 tuần đó các bạn. Bây giờ mời các bạn ăn mừng cùng với gia đình mình nha. Vô anh xã. Mình sẽ cho các bạn biết là trong tài khoản của mình bây giờ đang có bao nhiêu tiền. Mình đã kiếm được bao nhiêu tiền từ cái ngày mà mình được bật kiếm tiền nha các bạn. Để mình sẽ đổi vị trí vừa ăn vừa kể cho các bạn nghe ha. Mời các bạn ha. Cái phần này là phần lương hưu dưỡng già của mình đó các bạn. Bây giờ mình đi qua ăn đổi vị trí nha. Có được gói nấm đó các bạn. Mình nấu cái đầu cá hồi nè. Cái đầu cá hồi á là cái nước nó cũng ngọt rồi ha. Thì thịt bò á, thịt bò mình mua cái loại này nó rất là mỏng, thì khi nào mình ăn nó mình nhúng vô đây rồi mình ăn thôi, nó nhúng vô là nó tái tái là ăn là nó không có dai. Còn nấm thì nấm đủ loại ngon lắm các bạn, giá hành xà lách. Đây xà lách này là mình thu hoạch ở ngoài vườn vô đây các bạn. Chỉ có nấm là mình chưa trồng được thôi, chứ rau cỏ là mình trồng cũng được tương đối rồi đó. Mời các bạn nha. Hôm nay có thêm một cái tin vui nữa các bạn là hả, cuối tuần này là cái tiệm của mình được mở cửa bán trở lại rồi các bạn, là tin vui thứ hai đó. Trong ngày hôm nay hôm qua mình nhận được cái tin vui là cuối tuần này mình được mở tiệm bán lại. Và trong ngày nay thì mình nhận được cái tin vui của anh Google nữa, hai cái vui luôn, cho nên là mình làm cái lẩu để uống bia chim chim. Hay quá chị, hay đó. Gân. Nãy giờ có uống đậu xanh. Cái gì sao vậy con? Cái tin hả? Chim chim kìa. À, cái tin muốn chim chim luôn hả? À, nước cũng rồi rồi, ba ba lấy nước cho con. Quên thấy không? Quên là Cathy không có muốn kìa, thấy không? Cathy cũng muốn chim chim giống như ba mẹ luôn mà, phải không? No. Các bạn biết không? Mình bắt đầu làm YouTube á là tại vì mình thích trồng cây đó. Mình thích trồng cây xong rồi cái mình lên YouTube mình học hỏi cái cách trồng cây này kia đó. Thì mình thấy các anh chị đi trước đó, làm YouTube thấy cũng hay. Mỗi ngày nhờ có YouTube mà mình học được rất là nhiều thứ các bạn. Nhờ có cái sự chia sẻ của mọi người làm YouTube đó. Thì khi mà mình cần một cái thông tin gì mình lên mình search ra là mình cũng cho mình cái báo. Mình cũng tìm được thông tin hết trơn á. Mình học được rất là nhiều cái hay. Cho nên là mình mới quyết định là tại sao mình không có làm YouTube. Chứ lúc đó mình không có nghĩ tới chuyện kiếm tiền đâu, mình có mục đích đầu tiên của mình là không có phải là chủ yếu là làm YouTube là để chính là kiếm tiền không. Rồi sau này mình làm thì mọi người làm sao thì mình cũng làm vậy.
rồi mình thấy nó cũng hay hay. Thực ra YouTube là một sân chơi rất là trí tuệ nha các bạn, và thử thách nhiều lắm, là thử thách cái tính kiên nhẫn của mình nữa nè. Cái kênh của mình á, mình bắt đầu là từ tháng khoảng năm ngoái, hè năm ngoái đó các bạn, trước khi mà mình trồng cây á, là mình trồng cây được hơn một năm rồi. Trước khi mình trồng cây là khoảng tháng 4, tháng 5 gì đó là mình bắt đầu tạo cái kênh này, nhưng mà lúc đó mình chưa có làm gì nhiều. Cho tới là cái tháng 3 vừa rồi là bên này nó bị lệnh phong tỏa đó, là mình ở nhà. Mình ở nhà mình cũng kiếm việc để làm cho vui á các bạn. Thì mình mới bắt đầu là siêng năng làm video lên YouTube. Cho tới bây giờ thì lúc đó là tháng 3, ngày mười mấy tháng 3, là coi cái đầu tháng 4 đi ha, là mình mới bắt đầu là nghiêm túc làm YouTube. Thì bây giờ là tháng 11. Thì từ tháng 4 cho tới tháng 11 á, là mình được bật kiếm tiền, là ngày 3 tháng 11 vừa rồi là mình được bật kiếm tiền. Thì từ tháng 4 tới tháng 11 là cũng 7 tháng đó các bạn. Cũng phải kiên nhẫn trong khoảng thời gian 7 tháng đó, để mà đạt đủ hai cái điều kiện của anh Du ảnh đưa ra. Rồi mình nghe các bạn là ở Việt Nam theo cũng mình có xem một vài cái video các bạn là nói là khó nhận được cái mã pin đó. Mình không biết làm sao, chắc là tại địa chỉ của các bạn ở Việt Nam mà ở vùng quê chắc là khó chuyển tới hay sao. Còn này thì từ ngày mà mình được chính thức là bật kiếm tiền là ngày 3 tháng 11, thì tới hôm nay là ngày 24, 25 gì đó tháng 11 thôi, là khoảng 3 tuần, đúng 3 tuần luôn đó các bạn, là mình nhận được cái thư này nè. Thì coi như là đúng 3 tuần nhận được. Và bây giờ là hiện tại trong tài khoản của mình có được nhiêu ta? Để mình coi. Mình cũng không nhớ nữa. À thôi mình vô mình kiểm tra qua nha. Đây. Hiện tại trong cái tài khoản Google của mình có được là 27 euro 58 xu các bạn. 27 euro 58 xu là được như tiền Việt Nam ta. 27 euro 58 xu cho là tiền ơ bây giờ 27 đi ha, là mình có được khoảng 750.000 tiền Việt Nam đó các bạn. Là sau sau 3 tuần á, mình được bật kiếm tiền thì mình đang có kiếm được là 750.000 tiền Việt Nam. Thì mình thấy là cũng ok ha, cũng vui rồi. Trời ơi, đâu có ai cho mình đồng xu nào đâu, đúng không các bạn? Mình làm vừa vui vừa kiếm được chút nữa thì nó khích lệ tinh thần, đúng không? Rồi từ từ mình làm nhiều, mình cố gắng mình kiếm được những mình cố gắng mình làm những cái chủ đề hay để cho nhiều người cùng thích, thì nó cũng sẽ tăng lên cái con số ở trong cái công tài khoản ha. Chứ bây giờ nếu mình không làm thì đâu có ai cho mình đồng xu nào đâu, đúng không các bạn? Cho nên là hôm nay mình vui. Mình vui là không phải là mình được mấy chục đồng đâu, mà mình vui là tại vì cái công sức mình bỏ ra nó cũng có được cái kết quả nhỏ nhỏ mà ngoài mong đợi. Là tại vì thật ra lúc đầu mà làm mình cũng không nghĩ là mình sẽ kiếm được tiền đâu. Nghĩ làm vui vui vậy thôi, chứ mình nghe nhiều bạn nói nó khó quá đó. Cái điều kiện đặt ra bây giờ nó khó hơn ngày xưa nhiều đó. Thì kệ, mình cứ thử tài, mình thử sức, coi thử là sức của mình tới đâu mà. Mình cứ thích cái gì mà nó hơi thử thách một chút xíu là mình thích làm. Trời, ngoài hôm nay lạnh lắm các bạn. Hiện tại bây giờ ngoài trời là 3 độ, à 6 độ. Mà gần sáng là nó sẽ 4 giờ sáng nó sẽ thành 3 độ. Trời lạnh mà có cái chén súp ăn này ngon, ấm. Hai anh sáng sao có vui không? Vợ được 20 mấy đồng. Mừng vợ.
Dạ được hai mấy đồng có vui không? Mới có ba đồng được hai mấy đồng này cũng vui rồi bộ. Coi như là đủ được cho cả nhà đi ăn mặc đồ. Thôi đừng mặc bia. Mặc đồ cho con ăn nữa, bia con không muốn được. Bia. Cái tay ăn no chưa con? Ồ ngon quá trời, ăn hết chén luôn hả? Con mình nó thích ăn mấy cái món nước nước nè các bạn. Bởi vậy ở nhà mình cứ nấu hoài mấy cái món nước nước, nó vừa dễ nấu mà nó vừa nhanh gọn nữa. Hôm nay á mình lên mình chia sẻ chút xíu với các bạn cho vui vậy thôi. Thì coi như là bước đầu làm YouTube thì mình cũng có được một cái gì đó chút xíu rồi. Thì cũng có thể là nếu như các bạn mà mới vừa làm á, các bạn xem được cái video này của mình thì nhiều khi nó cũng là giúp cho các bạn cố gắng hơn. Và nhất là phải kiên nhẫn, các bạn làm YouTube thì các bạn không có thể nóng vội. Kiên nhẫn và đừng có trông mong chờ đợi của nó quá nhiều. Tại vì khi mà mình đặt một cái kỳ vọng vô cái này nhiều quá đó, thì mình sẽ dễ bị thất vọng á. Và mình sẽ dễ bị giống như là trông chờ mà quá nhiều của nó đó. Rồi tới khi mình đạt nó không được như ý mình là mình sẽ buồn lắm. Các bạn cứ xác định làm chơi vui là chính, khi nào nó thành công thì tới lúc đó mình mừng vậy thôi. Thì cái đầu óc mình nó sẽ nhẹ nhàng. Giống như lúc đầu đó mình làm đó, mọi người anh xã nè nói là không có kiếm được bao nhiêu tiền đâu mà làm chi mệt. Nhưng mà mình thích làm cũng vui, cho con cái nó có những cái video của nó vài bữa nó coi. Rồi với lại gia đình của mình ở Việt Nam đó, ví dụ như mà muốn mẹ mình muốn xem cháu ngoại làm gì á, ở xa quá mà, cho nên là lâu lâu ví dụ như vô mà xem tiếp thì cũng cũng giống như là đang coi thấy cháu ở bên cạnh thì cũng là một cái điều hay, đúng không các bạn? Chứ Cathy từ khi sanh ra tới giờ chưa có được gặp mặt bà ngoại đâu. Vừa rồi á, gia đình mình định đi về Việt Nam năm ngoái đó. Cái lúc đó dịch bệnh nó lan tràn ở Trung Quốc quá trời luôn, nó thấy sợ quá thôi không đi nữa. Cho tới giờ luôn đó là mấy năm rồi mình không được về thăm mẹ mình ở Việt Nam. Mình nghe mọi người nói đó, mà không nhận được cái pin này á là sẽ không có kiếm được tiền nữa. Cho nên hôm nay nhận được là coi như là xong rồi, không xong việc rồi, xong bước thứ hai. Giờ chỉ còn cố gắng ra nhiều video thật là hay cho các bạn xem nữa. Các bạn nhớ ủng hộ mình nhiều nha. Thôi mình mời các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đồng hành với kênh của mình ngay từ những ngày đầu. Và
cảm ơn các bạn sẽ xem những cái video sau này của mình nữa. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh của mình để mình có ra nhiều video hấp dẫn hay nữa nha. Giờ mình offline nha các bạn. Mình xin tắt video, mình kết thúc video ở đây nha. Tại vì anh xã anh ngồi không có ăn được cái gì, anh mắc cỡ. Dạ nha, Cathy đứa chào các bạn đi con. Ba ba phải phòng lên cho các bạn mới thấy con được.